À, rồi. Ông có quay lại trận đấu này ở chế độ Full HD nha mọi người, yên tâm là mọi người sẽ được thưởng thức lại nó ở chế độ chất lượng cao nhất tại kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Ok anh An, Rìu Nguyễn chất lượng vẫn ok đúng không ạ? Ông chỉ lăn cứu mạng dự phòng thôi, biết đâu tự nhiên đang đến những đường cầu cuối cùng thì nó lại bị làm sao. Xong rồi em phát trực tiếp luôn máy đấy cho anh để mình dự phòng. Điểm số đầu tiên không? Hai, lấy không từ hai rồi. Ok, lại tiếp tục hai điểm số cho cặp đôi đến từ Indo. Liệu rằng cặp đôi Indo để tạo ra bất ngờ trước đàn anh của mình hay không? Ừ, hay đăng ký 5.000 mất được một ghi chứ giờ quay một giờ. Thế chọn người đấy thôi. Mình dự phòng thôi mà. Điểm số 2-0. Ôi, rất gắt. Trúng không? Trúng đất này, trúng mông. Trúng mông hay trúng đất quả đấy? Cái đang vàng không biết là trúng mông hay trúng đất nữa quả đấy. Thấm quá. Rất điểm phải để cho người ta không có cơ hội thành công. Ngoài sân, Vũ Thiết chính là trọng tài bắt biên trong những hôm vừa rồi. Tay vợt số 1 của cầu lông đưa nam sinh viên Hà Nội đang bắt trọng tài. Okay, cảm ơn Hoàng Đà La. Mọi người vẫn nói chất lượng mạng nét. Tuy nhiên Hùng đã vừa mới đăng ký mạng trên một gói nữa rồi. Hùng sử dụng đến 3 chiếc điện thoại để làm nhiệm vụ trong trận đấu này, nên mọi người yên tâm. Một pha trận cầu trên lưới không thể cứu cầu cho nhưng mà không có dịch vụ thôi. Con này chim của anh không có sóng thôi. Mà chờ. Chúng cả mông cả đất. Mà chim à? Rồi vậy là trên sân chỉ còn 2 trận đấu nữa thôi. Một trận đôi nam này và một trận đơn nữ. Sai không livestream YouTube ấy. Livestream YouTube nét mà. Những người xem. YouTube, các bạn chưa link YouTube bao giờ? Link vào YouTube mà chia sẻ với mình nhưng YouTube cũng có. Đúng rồi, đây là tứ kết nhanh đăng tuyên. Mọi người đừng quên theo dõi Facebook của mình ở chế độ xem trước để có thể cập nhật những livestream mới nhất của vòng bán kết và chung kết tại giải đấu này. Là một pha cầu lỗi của Kim Bắc Giang nhưng Kim Bắc Giang kê tay quá. Em ấy ghi mỗi danh một chiến giới. Thì đây rank một TG là cái gì? Thế giới kệ ra. Vâng, điểm số 4-2 Indonesia. Đúng là một pha cầu lỗi của tay đôi Kim Bắc Giang. Để ngang ra, phải để ngang ra. Anh ấy đã để ngang chưa? Để ngang xong mới bắt đầu em ơi. Trời ơi, sai em ơi, rồi, xóa, kết thúc. Xóa đi, xóa đi. Kết thúc đi. Kết thúc xong xóa đi. Có nghĩa là em phải quay màn hình ngang ra xong em mới bắt đầu. Quay lại đi. Quay ngang ra cho nó xoay đã. Vẫn chưa được em ơi. Cài đặt màn hình đi, cài đặt xoay màn hình xem nó có xoay không nào. Một pha chém cầu không qua lưới. Để em mượn xem. À đây. Đây, đang khóa xoay đây. Ok, Khang Nguyên, đó là trợ lý của Hùng nha. Bạn Khánh Huyền Nguyên. Mọi người có thể kết bạn với bạn ấy. Bạn ấy một lông thủ rất xinh đẹp và đánh cầu rất hay. Bạn ấy đến từ học viện tài chính. Vâng, trong trận đấu này Kim Bắc Giang có thể nói là một quả tạ không hề nhẹ. Đúng là chưa thể đoán trước được kết quả trận đấu này. Thôi em ơi, để anh cầm tay cho. Thôi để em cầm cũng được. Cầm cho yên tâm.
Cứ đưa em cầm cho. Tôi mất một góc. Điểm 5-6. Điểm 5-6, Julio Asiom phát cờ. Trời ơi, nhẹ nhàng. Hay quá. Ui. Ui, nhanh chưa kìa. Rất xuất sắc. Nó có tình huống dưới cầu vẫn rất tốt, tuy nhiên tay vợt Indo đã có một tình huống dưới cầu rất xuất sắc. Đây cảm ơn anh Phạm Tiến Dũng rất nhiều. Du Kim đây ngoan nhá, rất vui được làm quen với bạn. Giải đấu này được tổ chức tại nhà thi đấu Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điểm 7-5 trang. Rất đơn giản cho Julio Anxiom. Bật pha dứt điểm rồi rồi. Đá mạng. Đổi điểm 6-7. 6-7 đúng không em? Em nghe anh. Đúng rồi, 6-7. Bây giờ người ta bảo đang live stream ở cả hai máy nha mọi người. Để tránh tình trạng một máy bị mất mạng. Julio Anxiom thủ cầu, ui giời, xoáy cổ tay kìa. Trọng tài. Trọng tài nó bắt thế nào. Đúng rồi, Duy Mạnh ơi. Taver Sapucho của Indonesia chưa đánh cặp với Asan nha. Cũng không phải là một tên tuổi nổi tiếng đâu. Điểm bao nhiêu là 8? 8-6 đi bạn. Rất tốt đối với cả đôi Indo đang ép vào kim đắc răng rồi. Đã ép vào kim đắc răng rồi. Du. Ôi biết đâu. Biết đâu. Biết đâu ăn cua bằng dung thì sao, rất khó nói. Biết đâu chỉ được châm thôi. Rất khó nói. Cơ đấy. 9-6 rồi đúng không? Cơ đấy. Những người trận này rất may mắn. Anh Duy chọn phạm. Thực sự nếu pha cầu rồi mà cặp đôi Indo ghi điểm thì áp lực đè lên vai của cặp đôi đến từ Hàn Quốc sẽ rất nặng. Kim đánh nhiều. Và giờ anh Duy nó vũ lên. Cầu vẫn trong à? Hay sao? Vâng, vẫn là một tình huống cầu tốt cho cặp vận động viên Indo. 17 ơi. Có vẻ cặp vận động viên Indo rất thích hợp với không khí Việt Nam. 17 ơi. Đánh cầu toàn trong sân thôi. Điểm số 17. Còn cặp đôi Indo vẫn duy trì lợi thế dẫn điểm. Rồi em đánh rất nhanh. Điểm 80. Hay lại phải ngậm ngùi rời giải đấu Việt Nam. Cố gắng vô địch Việt Nam đi thì mới lên tầm thế giới, mới vô địch thế giới được. Như Momota đó.
Nói với tôi, phát cho tay có trọng tài bắt mà bạn. Trọng tài bắt mà. Tại vì góc của mình là... Ok, phía bên kia mình rất ấn tượng với cặp đôi đến từ Đài Loan. Phía bên kia họ đang chuẩn bị thi đấu. Trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 3 như anh Quế Lâm Nguyên này. Cặp đôi Julian Siom đang bị dẫn trước đây. Cặp đôi Indo cũng không phải dạng vừa đâu. Ngày ba ơi, ba chém cầu sổ tiền của Du Doan Siêu đang qua lưới. Đây là góc đẹp nhất rồi anh Thư Chiến ơi, quay trực tiếp thẳng sân làm gì có góc đẹp như này, quay trực tiếp thẳng sân trái muốn xem. Co đấy ạ, 12-9. Điểm 12-9. Rồi, điểm 10-12 cho cặp đôi Hàn Quốc. Rất căng thẳng trận đấu thứ 3. Co ok, đây là trận đấu gần cuối của ngày hôm nay rồi ạ. Hôm nay là vòng tứ kết rồi mọi người ạ. Và đây là trận đấu gần cuối rồi. Bây giờ chỉ còn 2 trận đấu còn lại ở trên sân thôi. Rất thẳng. Nhiều đối thủ, tuy nhiên trọng tài đã bắt tình huống đó là cao tay. Cao tay à? Đúng rồi, chị ông đang phản ứng với trọng tài. Nó không đúng. Đây mới gọi là nai camera chứ. Quay thẳng như VVKF thì cũng không thể xem được những trận đấu hay. Cái này mới gọi là nai angel này. Trời ơi. Ừ. Bao nhiêu nhỉ? 10 12 vàng. 1 à? Có đấy ạ. Không mất tiền vé nên mình lục vào xem thoải mái. Ok, có vẻ là cặp đôi đang kim để mất điểm một cách dễ dàng. Kim rất là mới nhắc nhở. Quát vào mặt đối thủ. Phát vào mặt á? Quát. À đâu, nó chỉ không. Vừa ông trụ tài nhắc nhở rồi. Chết. Điểm vàng. Ép đồ hơi rắc của Samuto. Ôi, eo cái Rolex nhìn đẹp thế nhỉ? Bao vừa Rolex. Mười ba đều. Chính xác mười ba. Ở ngoài sân, trọng tài xác định đó là một tình huống cầu ngoài sân. Điểm 14-13 cho cặp đôi Du Doan Siêu. Anh đang phản ứng với trọng tài. Cái tầm này. Mỗi đang xếp 3 nhớ, kinh tế ra này, cặp đôi từ bên kia cũng phải tăng trưởng, rất ngang nhau. Em vừa thấy ông này chạy tới đây, phát xong quay tay đôi, quá nhiều. Bốn mười ba và lần đầu tiên cặp đôi đến từ Hàn Quốc vươn lên dẫn trước, liệu rằng họ có thể tạo ra cách biệt điểm số nữa không? Rồi, một pha bắt bài của Du Doan Siêu, tuy nhiên trọng tài xác định đó là một pha cầu vượt qua lưới. Cúp vào. 14-14. Có vẻ Du Doan Siêu đang rất. Thôi, mình nhìn người ta. Tôi nhiều một quá được 14 đều. Cơ ra. Chấp nhận quyết định của trọng tài. Cơ ra.
xác định đó là một pha vô cầu vượt qua lưới. Hay quá. Thôi. Đáng tiếc. Nhà Kim đánh được cầu không qua lưới. Bây giờ cặp đôi đến từ Indo lại vươn lên dẫn trước 15-14. Quá căng thẳng, đổi vợt đi thôi. Đừng đang nữa đâu này. Tưởng đổi vợt, không đổi. Còn ta yêu cầu khi ta đang trở lại sân. Thì phần net rồi đấy. Trận đấu này khá là mềm với Kim Lan Giang. Sự áp lực đang nặng lên Kim Lan Giang. Không phải anh không ai đánh đòn. 15 đều, rất căng thẳng trận đấu thứ 3. Kim Lan Giang. Các bạn bây giờ nhiều khách đang chờ về gói hàng quá. Thật ra là không biết có ở lại quay được không. Anh bảo là ngày mai thứ bảy chủ nhật bưu điện có làm đâu. Hay ơi, bắt trước phải 16-15 bắt trước kêu của em đánh lợi hiền đấy, phải trước may đoán rồi. Thực sự đấy, ẩn mấy quả sang mấy góc bên này toàn bị bát thôi. Này nó non, người cầu nó non. Ok, em cảm ơn anh thắng có rất nhiều. Cảm ơn lời động viên của anh. Sự từ đầu trận đấu đến giờ có rất nhiều người có xem live stream của mình nhưng cũng chưa có ai cảm ơn ông cả. Cảm thấy hơi hụt hẫng. Bây giờ em và cảm ơn chị. Người vào xem thì cứ vào xem thế thôi, nhưng mà phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhà phí nhá. Rất mất công. Ui. Ui. Rất tốt. Cao quá. Cao quá. Anh Du cũng chịu mày. Anh Du kêu nói rằng anh cũng chịu mày. Không, quan trọng là đồng đội phải thân thiện nhau. Trái rắt đúng là 17 điều thì phải. Không chừng đối đầu. Cảm ơn anh. Ok, Tạ Hiếu, cảm ơn em nhiều. Ok, có lẽ trận đấu hấp dẫn quá nên là mọi người khá tập trung vào. 16 người này à? Em chỉ nói vậy thôi. Nói được thôi chứ ai đủ hộ người biết mà. 16 đều. Căng thẳng quá nhờ. 16 đều, trận đấu thứ 3. Thực sự cũng không thể trách được khi vận ra. Chỉ anh ta đang bị đè nén áp lực lên đường. Anh ta đang đánh một quả tạ xuống xong nữa mà. Đánh được. Đó tay ấy mà chúng ta. Cũng như cái này không bắt được ngay. Không hiểu ý nhau của ai với đồng viên Hàn Quốc. Chúng đang cảm giác rằng khéo gặp Hàn Quốc lại phải về nước sớm. Có ra. Ok, Dung Hồ. Đây, chúng ta tiếp tục tập trung trở lại trận đấu là 17-16 cho Indonesia. Quá căng thẳng, một trận đấu đẳng cấp thế giới luôn. Cái này thì khác gì Super Series đâu. Dương của bản sản rất nhanh của Dung Hồ chưa? Còn Camucho đập cầu rất gắt. Ôi, kinh nhỉ. Rất hay. Ồ. Quá hiểu ý nhau luôn. Xem live stream được bao nhiêu người? Đẳng cấp chuyên nghiệp. Dưới 10 người. 16. À, okay. Nhiều đấy.
có hai live stream. Live stream này đang là 245 người và live stream bên kia là 16 người. Tăng tuyên về tăng tuyên còn. Ok mọi người, nếu thấy trận đấu này hay mọi người chia sẻ đi nào. Những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ ba rồi. Vâng, chúng ta hãy nhớ những giây phút này, những tay vợt hàng đầu thế giới đang thi đấu tại Việt Nam. Một pha cầu thực sự rất kinh điển. Một pha cầu rất hiểu ý nhau của cả hai cặp đôi. Tất cả những pha cầu này đều đã được quay lại ở chất lượng HD và sẽ được up lên kênh YouTube Sport Hồng Badminton. Mọi người có thể theo dõi lại những trận đấu này ở đó. Trận đấu trước, trận đấu của Junior Seo Kim Dak Tan đối đầu với Kim Sarang và Tan Bong Heung cũng được Hồng up lên đó rồi. 3 set đấu full HD. Sau khi giải đấu này kết thúc thì Hồng sẽ còn cắt highlight tất cả những trận đấu mà Hồng quay được tại giải đấu này. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ok, Khánh Huyền cảm ơn Hùng vì đã cho đi ké. Hùng cảm ơn Khánh Huyền vì đã hỗ trợ Hùng rất là nhiều. Chúng ta cứ nâng vàng. Ui vãi, ui vãi cả. Kim đi lại. Nào, con. Vẫn còn. Thầy bắt đường ngang kém. Thầy bắt đường ngang kém. Bao nhiêu rồi? 18-17. 8-7 rồi, cặp đôi đến từ Indo rồi, vươn lên dẫn trước rồi. Trận đấu quá kịch tính, quá hấp dẫn và quá căng thẳng. Có vẻ tay vợt đến từ Indonesia đã gặp phải chấn thương, đang cần sự chăm sóc của bác sĩ y tế. Có thể là tình huống chuột rút chăng? 18-17. Hay là bị lật cổ chân? 18-17. Lật điểm là 18-17. 18-17. 18-17. Ok, em cảm ơn Huy Hùng rất nhiều, cảm ơn lời động viên từ mọi người nha. Và những ai đang theo dõi live stream Hùng, nếu các bạn chưa kết bạn với Hùng hay có thể cho Hùng có cơ hội được kết bạn và làm quen mọi người đúng không ạ? Hùng cũng chơi cầu lông nha, không phải là bình luận mà cũng chơi cầu lông đâu. Hùng cũng rất đam mê cầu lông, cũng giống như mọi người vậy. Quá căng, căng thật, những người xem còn cảm thấy căng não, chứ đừng nói là vận động viên. Cả hai đôi vận động viên thì nói là cực kỳ bản lĩnh. Chắc kia đôi người đánh chắc phết. Biết anh ta khi đang lấy trong túi ra cái gì không? Sơm sơm. Lấy ra nhân sâm chăng? Lấy ra nhân sâm để ăn. Cũng là chất an toàn. Biết đâu nó là một hay là gì đấy là chống tâm lý chẳng hạn. Đô pinh này. Đô pinh là cái gì? Đô pinh hả? Đô pinh này đúng không? Cái gì? What? Đô pinh là cái đá. Có thế á? Đúng rồi, mình cho tăng sức khỏe thôi. Về xem doping, nếu mà vận động viên dính doping thì đừng thi đấu luôn. Trước New York quay giả vô ấy, trong quay thì dương tính. Thi đấu hơn 1 năm trời thì sử dụng doping. Bên nào ăn cho cho 18 là không? Inbox cho Hùng là hai bạn hay là chào bạn hay là gì đó thì Hùng sẽ đồng ý kết bạn ngay. Trong một chỗ đập đầu rất căng. Tạ vãi. Ui. Không hiểu gì nhau anh Dương rồi. Chửi, anh Dương được chuyên đắc trang mươi tạ trong tình huống trong trận đấu này. 19-17 rồi. 19-17 trong đối Indonesia rồi. Chẳng lẽ là cầm đôi của ta lại giúp ở trận đấu này hay sao? Anh tốt rồi. Mọi người của Vũ Opa đi nào, đều đi nào xem. Đó, đây. Bây giờ mà lên 20 cái là hy sinh ngay. Đó, sự quá bất ngờ trước kết quả hiện tại của trận đấu này. Có thể nói là trận chung kết sớm luôn. Opa. Korea. Opa. Kim Chi. Opa. Anh Du rồi.
kim dáng như sẽ không giúp bản tình sẽ không ok. Việt Nam không có vận động viên nào vào đến vòng chung kết cả mọi người ạ. Đội mình bước hết rồi. 18, 19 rất căng thẳng, 19 đều đi nào. Ai ơi! Đầu thứ ba rồi, 19 đều rồi, rất căng thẳng. Trận đấu quá đã luôn. Thực sự đây là một trận chung kết sớm. Cơ đấy ạ. Oppa. 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 Thôi. Đó là tình huống cầu ngoài nhưng khi vẫn đang không bỏ cầu. Đây. Ui vãi thật. Con khá tạ. Tuy nhiên Julio anh chị không? Nhanh. Rồi mà Kim Lâm Giang rồi. Cảm ơn nhỉ. Bình thế. Bình thế. Sai sai đúng không? 20-19 cho Indonesia. Rồi tặng rõ ràng là những tình huống cầu khá lỗi của Kim Lâm Giang. Julio anh chị ông đã thực sự rất xuất sắc. Anh yêu ơi, căng thật sự. Ngồi vàng cái còn đấy còn Oppa. Ruột Oppa. Cố lên nào. 20 đều đi đến kết thúc 21-19 hụt hẫng lắm. Em muốn một Oppa nhé. Okay. Do chị vẫn cười rất tươi và tỉnh trao đổi với đồng đội của mình. Anh thực sự là một tinh thần đáng khâm phục. Aquarius. Và sự đoàn kết trong chiến đấu thì mới có thể phát huy được tối đa sức mạnh. Dù một người giỏi, một người giỏi không có nghĩa là đó là một cặp đôi giỏi. Oppa. Ok, Hùng sắp chiến thắng trong buổi livestream ngày hôm nay rồi. Oppa. Ok, xin chào Trần Vi nha. Đúng rồi, toàn ép vào Kim Đắc Giang rồi. Nhận ra điểm yếu rồi đấy. Ok, điểm số 20-19, cơ hội kết thúc trận đấu dành cho cặp đôi Indonesia. Và khán giả đang sợ rằng điểm số này sẽ dành cho Indo. Chị nói rằng chết rồi kia. Rồi anh kia. Vẫn còn đứng. Cảm thấy rất là... Cảm ơn như đang ngỡ. Đau tim. Đau tim quá. Anh Giang anh nhớ đau tim. Trận đấu này không dành cho những cổ động viên bệnh đau tim hay yếu tim. Dù phát cầu em hơi lo ngại. Vâng, rõ ràng là đang có hai trận đấu diễn ra trên sân nhưng trận đấu tâm điểm nó chính là trận đấu này. Dù phát cầu với nó, phát cầu 20 đều, dã man. Đây là trận chung kết sớm thực sự mà. Một tình huống mất điểm rất nhanh chóng. Lỗi từ đáng sang anh mới. 21-20 cho cặp đôi Indonesia. Và đây là lần thứ 3 cặp đôi Indonesia có cơ hội giành chiến thắng. Và nếu cặp đôi đến từ Hàn Quốc có thể giữ hòa trong điểm số tiếp theo thì rất có thể chiến thắng trong trận đấu này sẽ dành cho cặp đôi Hàn Quốc. Ok, dù sao thì kết quả trận đấu này có như thế nào thì cặp đôi đó, một trong hai cặp đôi đều rất xứng đáng. Oppa. Ok, Julio Siong đang có nhắc nhở trọng tài để gây tâm lý cho đối phương trong tình huống phát cầu ở điểm số quyết định này. Và Kim Đắc Giang cũng đang rất tập trung. Thực sự đây là một giải đấu quá khắc nghiệt. Ok, vậy là chúng ta xin chia tay cho Oppa về nước rồi. Cặp đôi Indonesia thi đấu một trận đấu quá xuất thần trong khi cặp đôi đến từ Hàn Quốc chia buồn với Julio Siong. Hôm nay Kim Đắc Giang đánh hơi tạ.
xin. Thực sự là khá tạ, rất nhiều đường cầu mồi để cho Julia Song number one. Julia Song. Thực sự Julia Song đã đánh quá hay, bọc lốt quá kinh khủng, nhưng tay vợt Kim Bắc Giang đã thực sự nóng bởi vì anh ta bị dồn cầu vào liên tục. Anh ta có những tình huống tì cầu không tốt, nhưng tình huống tì cầu khá cao và đã rất nhiều lần. Julian Siong đã bọc lót rồi, tuy nhiên không còn cơ hội nữa rồi, set đấu thứ 3. Vâng, một kết quả không ai lường tới. Kim Chiêu 1-12 tay vợt.